con chuyển thành cái bộ lông màu đen trắng, con nam và con gái cũng có bộ lông màu vàng trắng. Ở phía bên tay trái sẽ chúng ta các bạn là có cái to lớn của con nam, đó là con nam và con gái cũng có bộ lông màu vàng trắng. Yeah.
Về sư tử âm mây á thì cũng khá là siêng năng, các bạn sư tử có thể là ngủ và nghỉ ngơi một ngày lên đến là 20 giờ đồng hồ nhé. Với cách tuổi khoảng từ 2 năm đến 2 năm nữa thì sư tử sinh sản một lần, thời gian mang thai của sư tử là khoảng 105 ngày thôi, là 3 tháng nữa nhé. Mỗi lần sinh đi cũng sẽ rất là nhiều con, từ 2 đến 4 con nữa nhé. Vậy các bạn sư tử mà xuất hiện với bên tay trái trên tháp 3 như các bạn sư tử này cũng được sinh ra trong tay luôn á. Các bạn sư tử này cũng chính là người Việt Nam của Châu Phi. Thank you.